VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Mình sẽ bùng số ăn. Quên lộn. Bớt bớt hết đi này, anh nói chuyện mà còn lớn này, anh phải dùng cái mic của Rô này ra ngoài luôn. Đây. Bớt xuống hết nhiều cái mic hết này là hồi nãy giờ anh dùng ra ngoài luôn. Em cảm ơn mọi người à. Cháo luôn á. Anh vào đi, mời mọi người. Đi quay lại mới vấn hay nè. Vô đi anh. Tập chưa? Giờ đó mà anh cho quay lại đi. Cho quay lại một lần nữa đi, mới chất lượng mới hay và mới thấm lại nè. Dạ dạ. À không đúng á. Dạ ok ok. Mọi người ok. Anh làm ơn mọi người à. Anh té đây. Đây có một cái dàn nhảy lên á. À không, anh bỏ luôn. Anh biết rồi đó, nhưng mà anh này ở ngoài cao. Em kết xuống thì nó hay hơn. Dạ ok. Cái đó là là cái cuối là như giờ tới mày mì mòn nữa mới ra nữa. Cái cuối thêm cái coi thêm cái nữa nha.
cái dàn tấu là 1 2 3 cái 1 2 3 là mình sĩ nha, mình sĩ là sự thật. Các bạn tắt. Nó vô vậy đó. Sao ta qua vì người cũ, mình sẽ bùng sô a, mình sẽ bùng nổ. Quên lộn. Cái gì? Dạ dạ dạ. Tại thì Quân đã vừa mới tập luyện xong với bên nhạc và tất cả mọi người ngày hôm nay, và hy vọng sẽ được gặp tất cả mọi người ở trong live concert của The Masked Singer năm nay nhé. Và có một thông tin nữa cho Quân muốn gửi tới mọi người rất là đặc biệt, đó là khách hàng VIP của Vion khi mua vé sẽ được giảm 30% đó, cho nên mọi người hãy nhanh tay mua đi, chứ hình như Quân nghe đảo là chỉ còn có số ít vé thôi nhé. Hẹn gặp mọi người. Bay ơi. Trời sợ mới đó con. Bay ơi, bay ơi, bay ơi. Ê, bay ơi, bay 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 bay. Nhưng người ta lo cho mascot chung kết chứ ai cũng lo cho mascot bị rớt. Dạ, ừ đúng rồi đó. Dạ, anh chào anh, tụi em là rớt đầu tiên. Trời ơi, anh rớt à. Giới thiệu. Anh cứ ảnh nhớ kìa mọi người. Dạ, thành công rồi. Anh phải quay qua anh hỏi là, ủa, tụi em có thi nữa hả? Đó, dạ, anh nhớ là tụi em thành công rồi. Em cảm ơn anh, thật sự. Em rớt cũng được là mọi người nhớ từ tụi em là đó một sự thành công. Anh rớt là nhớ mà. Ê, cả nước biết kìa. Đúng vậy. Bây giờ cơ hội muốn biết nhiều hơn không? Không. Một bài hát mới luôn. Ừ. Bài mình chưa có diễn, mình rớt mình chưa kịp diễn. Chính xác. Đúng rồi, ngày 16 tháng 12. Đúng. Có làm gì không? Có múa lửa, múa đồ gì không? Không múa đồ, thôi chị để đệm nha mọi người. Đúng vậy, mọi người hãy nhớ mua vé và xem concert All Star vào ngày 16 tháng 12. Thôi bỏ đại tu đi. Và mọi người ơi, nếu như là khách hàng VIP của Vion thì sẽ giảm 30%. Thì được mua vé giảm 30%. Giảm 30% khi mua vé à mọi người. Yeah. Nếu như là khách hàng VIP nha. Đúng rồi, không có khách hàng VIP thì còn bình là thường khách hàng VIP thì mới được giảm. Còn bình thường đọc bá Phạm Đình Thái Ngân cũng được giảm 30% luôn. Cái gì vậy? Không lại cắt cái này. Bạn đã biết siêu concert The Masked Singer Việt Nam làm ở ngoài trời rồi chứ? Bạn đang háo hức được gặp dàn lineup hơn 30 ca sĩ đỉnh của đỉnh. Vậy thì chắc chắn những sự kết hợp bất ngờ này sẽ càng làm bạn thêm phát mê hơn nữa. Hương Tràm, Bồi Bản Đô, Lệ Quyên, Quỳnh Tóc Lô, Ngọc Anh, Tùng Dương, Hippo Happy, Lâm Bảo Ngọc và Bố Gấu Hoàng Hải. Tướng Mặt Trăng Trung Quân, ông Baby, Tí Nâu Huy Chi, Bố Gấu Hoàng Hải, Rider, Cưu Bông Khởi Mi, Lady May Mira Trần, Hippo Happy, Lâm Bảo Ngọc, cùng
nhiều sự kết hợp bùng nổ khác nữa. Còn chờ gì mà ông mùa vẽ ngày hôm nay? Tất cả tiết mục đẳng cấp không thể tìm thấy ở Đồng Tháp đang đợi bạn. Một đêm duy nhất 16 tháng 12 2023 tại SECC thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn.